Xin chào mọi người. Hôm nay công ty tự động Trường Gia xin giới thiệu mọi người cái dòng sản phẩm của Delta. Thì đây là cái basic của công ty. Cái thông tin số điện thoại và địa chỉ của công ty. Thì công ty tự động Trường Gia có các dịch vụ là sửa chữa và thi công lắp đặt tủ điện cho chúng ta. Thì trước mặt mọi người đây là con Delta BC Delta 14XX2-11T. Đây dòng sản phẩm cho đây dòng cho to để chúng ta có thể điều khiển motor và servo. Thì đây là dây nguồn của nó. Thì thay con BLC chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Cái chân của nó cũng đã được ghi trên trên đây 24V 0V và mát. Thì ở đây có cái khóa cài, chúng ta sẽ cắm cắm theo chiều của nó. Còn ở đây là cổng RF485 cộng 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 bên đây và trừ bên đây, thì chúng ta sẽ cắm cắm dây chuyền của nó như thế này. Thì với con BLC RF 14XX2 này, mã XX2 này thì chúng ta sẽ có 8 ngõ vào là từ X 8 ngõ vào từ X0 cho tới X7. Còn ngõ ra của nó thì chúng ta sẽ có 6 ngõ ra là từ Y0 cho tới Y5. Thì hai cổng phát xung của nó là Y0 và Y1. Là hai chân đây. Y0 và Y1 của nó là chúng ta để phát xung. Về cách đấu điện thì về ngõ vào thì XX chúng ta sẽ đưa nguồn điện 24V 24V DC vào. Còn ngõ ra thì UB chúng ta sẽ đưa nguồn điện 24V, ZB là nguồn 0V. Còn ở đây thì đây là cổng để chúng ta nạp chương trình và cắm cáp nạp chương trình và cáp kết nối giữa BLC Delta và các màn hình HDMI khác.